Chào mừng cả nhà mình đã đến với kênh Hai Si Hải sản nhập khẩu. Thì mình là Hiền, hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả nhà một cái sản phẩm, đó chính là cái món tôm hùm Canada, hay còn gọi là tôm hùm Alaska ha, hoặc là tôm hùm nhập khẩu đều được luôn. Thì nếu mà cả nhà mình thông thường, mọi người có những người mà họ đã từng sử dụng sản phẩm này, cũng như là có những ai mà chưa dùng á, thì ngoài cái nếu mà ai sử dụng rồi thì ngoài cái chất lượng ngon, tươi ngon và những cái giá trị dinh dưỡng mà nó mang lại, thì đằng sau nó là có những cả những cái quá trình cũng như là một cái câu chuyện rất đặc biệt. Thì cả nhà có muốn lắng nghe không ạ? Thì em sẽ chia sẻ câu chuyện đó với cho cả nhà mình cùng biết, để mình có thể hiểu tại sao mà hiện nay á, tôm hùm được mọi người, tôm hùm nhập khẩu cũng như là tôm hùm Canada, hay là mình nói chung như vậy luôn ha, hay là tôm hùm Alaska là rất là được nhiều người ưa chuộng, nhất là người Việt Nam của mình hiện nay. Thì phải nói là cái yếu tố đầu tiên, cái yếu tố đầu tiên thì vẫn là cái đầu tiên, là tiên quyết nhất. Có nghĩa là khi mình sử dụng bất kỳ một sản phẩm hải sản nào cũng vậy hết, thì cái độ tươi ngon cũng như là cái chất lượng vẫn phải luôn là yếu tố hàng đầu ha. Dù là hàng nhập khẩu, thực sự ra thì nói về hàng hải sản nhập khẩu thì hiện nay trên thị trường mình nó cũng rất là nhiều loại hàng và rất là phong phú đa dạng các loại hàng khác nhau. Nhưng mà tại sao thì mình lại chọn lọc những cái vài sản phẩm để mình chia sẻ với các bạn thôi? Tại vì mình chọn lọc những cái sản phẩm nào gọi là tinh túy nhất và nó mang lại những cái giá trị dinh dưỡng cao nhất để mà mình có thể mình chia sẻ với cả nhà mình. Thì đầu tiên là về cái chất lượng ha, mình cũng có nói rồi, cái độ tươi ngon thì thực sự ra là khi mà mình sử dụng thì mình sẽ cảm nhận được hết. Hiện nay tại sao các cái nhà hàng 5 sao hoặc là các cái khách sạn hoặc là tất cả những nơi nào mà phục vụ về ăn uống, về những ai mà dân sành ăn hoặc là những người nào mà muốn sử dụng những sản phẩm liên quan tới sức khỏe và chăm sóc cho gia đình của mình, thì tôm hùm là một trong những cái lựa chọn hàng đầu. Thì cả nhà biết được là cái chất lượng của nó là như thế nào rồi ha. Và một điều nữa, cái điều thứ hai nữa đó chính là hiện nay á, thì tôm hùm á, thì ở Việt Nam mình vẫn có tôm hùm, nhưng mà tại sao hiện nay họ sử dụng hàng này rất là nhiều? Tại vì khi mà các cái hàng về hải sản nhập khẩu về Việt Nam, cái chất lượng rất là đảm bảo, nhưng mà lại được cái giá thành ăn rất là ngon luôn. Nhưng mà cái giá thành hầu như nó ngang và có khi nó thấp hơn so với những cái sản phẩm hải sản mình trong nước, cho nên là cũng được rất là nhiều người ưa chuộng luôn. Và cái điều thứ ba nữa đó chính là hiện nay tôm hùm bên Canada hầu như là tập tự nhiên hết nha, không hề nuôi hay là nhân giống gì cả, mà là mỗi năm thì bên họ sẽ có những cái thời gian đánh bắt để làm sao nó bảo tồn nòi giống. Thì đây là một trong những cái yếu tố rất đặc biệt luôn, đó chính là khi mà con tôm hùm thông thường một năm thì khi mà đánh bắt thông thường sẽ chia ra, ví dụ như là 3 tháng mình sẽ đánh bắt, nhưng mà mình sẽ ngưng, mình đánh bắt xong đó, sau đó mình đánh bắt một lần, sau đó mình ngưng trong vòng 3 tháng, sau đó mình bắt đầu đánh bắt lại. Thì để cho cái quá trình sinh sôi nảy nở cũng như là cái quá trình nó bảo tồn nòi giống nó được liên tục, cho nên là mới có đủ cái sản lượng hiện nay, không những là sử dụng trong nước mà còn sử dụng ra ngoài quốc tế mình, có nghĩa là Việt Nam mình được sử dụng những sản phẩm đó và được nhập khẩu về Việt Nam như vậy luôn. Và một cái điều thứ ba mình phải nói là rất là nhân văn luôn. Họ phải nói là cái cách đánh bắt của ở bên nước họ rất là hay luôn. Khi mà mình tìm hiểu thì mình mới thấy được là họ làm cái điều gì cũng vậy hết. Ví dụ như những cái con tôm hùm như thế này này, thông thường các bạn sẽ thấy là các cái sản phẩm nhập khẩu tại sao nó có những cái kích thước rất là đều con như vậy và nhìn rất là chuẩn, con nào ra con nấy, kích thước nào ra kích thước nấy, không hề có sự lộn xộn là hàng lớn hàng nhỏ như lúc đó hết. Và cách đánh bắt của họ là những con nào đạt chuẩn. Đạt chuẩn là cái gì? Đạt chuẩn về chất lượng, về trọng lượng, về những cái mà mình họ đưa ra những cái tiêu chuẩn á, mà đã đạt được cái điều đó thì họ mới đánh bắt ha. Ví dụ thông thường thì kích thước của một con khi mà đánh bắt á, thì khoảng tầm từ 350 trở lên hay 400 gram trở lên mới được đánh bắt ha. Còn lại nếu mà còn nhỏ quá thì sẽ được thả xuống. Và một điều thứ hai nữa đó chính là những con nào mà ví dụ như con tôm cái á, mà ví dụ như đang trong mùa sinh sản thì cũng được thả xuống luôn. Có nghĩa là họ thấy mà những con nào mà con cái đang mang bầu hoặc đang trong quá trình sinh sản thì sẽ thả xuống sông lại để cho cái quá trình sinh sản sau đó thì bắt đầu mới đánh bắt ha. Thì cái đó là một trong những cái yếu tố rất là nhân văn mà hiện nay khi mà nghe cái câu chuyện về tôm hùm thì hầu như mọi người rất là thích luôn. Và đó là cũng như mà một cách để mà họ có thể giữ gìn và bảo vệ cái nòi giống của họ, làm sao mà tôm hùm hiện nay cung cấp đi thế giới rất nhiều ha, rất là nhiều nước, không riêng gì Việt Nam của mình nhập, mà tất cả hầu như tất cả các nước hiện nay đang tiên tiến trên thế giới hầu như họ nhập tôm hùm của Canada và Alaska rất nhiều mà vẫn đảm bảo được cái sản lượng là vậy.
cái cách của họ rất hay luôn. Thì còn ngoài ra thì ở nước họ thì cái yếu tố cuối cùng thì thông thường thì tại sao mà ở nó có thể khác với ở Việt Nam mình á, một phần là ví dụ như hiện nay thì ngoài các cái sản phẩm về hàng sống khi mà về Việt Nam mình thì cũng có một cái công nghệ cực kỳ tiên tiến, đó chính là cái công nghệ cấp đông của các cái nước ở bên họ. Và cái công nghệ cấp đông đó cực kỳ tiên tiến luôn, có nghĩa là hầu như khi mà mình cấp đông lại thì nó giữ nguyên được cái chất lượng cũng như là cái lượng dinh dưỡng. Và hầu như khi mà mọi người sử dụng, nếu mà các bạn sử dụng trong nhà hàng á, thông thường các bạn sử dụng trong nhà hàng á, là họ đều sử dụng các cái sản phẩm, hầu như á, thông thường á nha, là sử dụng các cái sản phẩm về tôm hùm Canada nhập khẩu và cấp đông như thế này hết. Nhưng mà khi mà người ăn, người tiêu dùng mình sử dụng, hầu như mọi người không biết, tại vì mình thấy nó tươi ngon, rất là chất lượng luôn ha, không hề khác hàng sống luôn. Và cái đảm bảo cái lượng chất lượng của nó khoảng tầm 90-95% lận, mà cái giá thành của nó lại rất là tuyệt vời, là nó rẻ hơn một nửa so với hàng sống. Cho nên là hiện nay thì thông thường thì nó cũng sẽ có rất là nhiều lựa chọn tùy theo cái mỗi gia đình của mình, có thể sử dụng hàng sống cũng được, hàng cấp đông cũng được. Cho nên là phải nói là tôm hùm hiện nay nó rất là ưa chuộng, và cái câu chuyện của nó các bạn thấy thú vị không ạ? Đó là một câu chuyện rất là tuyệt vời về tôm hùm Alaska, để mà khi nào mọi người mà có sử dụng hoặc là vô tình mình vào nhà hàng mình ăn cũng vậy, mình thấy con tôm hùm thì mình sẽ biết được nó có một cái câu chuyện đánh bắt đằng sau, nó rất là nhân văn, rất là dễ thương. Và ở bên họ có cái kỹ thuật cũng như là rất là khoa học và tiên tiến ha, để họ có thể mà bảo tồn nòi giống của họ đến tận bây giờ, mà ở bên nước Việt Nam mình cũng có thể sử dụng được những cái sản phẩm giá trị và cao cấp như thế này. Thì phải nói thì hôm nay thì mình muốn chia sẻ với cả nhà để cả nhà mình có thể đưa một cái sản phẩm phải nói là ngon, chất lượng, dinh dưỡng và một cái giá thành cực kỳ phù hợp nha, chứ không hề hề đắt đỏ như mọi người suy nghĩ, để mà mình có thể đưa vào cái thực đơn trong gia đình của mình, hoặc là mình cũng có thể là mình dùng những cái món quà như thế này mình làm quà tặng cho ba mẹ, hoặc là mình dành quà tặng cho đối tác hay là cho khách hàng của mình cũng được luôn ha. Thì vừa rồi thì Hiền cũng có chia sẻ với cả nhà thì cái lý do tại sao cái tôm hùm hiện nay đang rất là được ưa chuộng về cái cách đánh bắt cũng như là cái quá trình mà họ có thể vận chuyển đến về Việt Nam như vậy. À, rồi em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Nếu mà cả nhà cảm thấy cái video của mình hay á thì hãy like, chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến để mọi người có thể sử dụng tôm hùm rộng rãi hơn. Rồi em cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều.